Tin giáo sứ Bình Long Giáo sứ Bình Long cử hành chầu thánh thể thay giáo phận Sau các thánh lễ ban sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 Từ lúc 9 giờ sáng Phiên chầu thánh thể thay giáo phận Được cử hành long trọng tại giáo sứ Bình Long Trải qua hơn 40 năm đồng hành và thăng tiến cùng nhau Ngày nay cộng đoàn giáo sứ Bình Long Cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu Dâng tâm tình cảm tạ thiên chúa thánh lễ không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 13 năm cung hiến ngôi thánh đường, mà còn tạ ơn Thiên Chúa đã đồng hành, yêu thương, gìn giữ cộng đoàn trong suốt chặng đường mấy mươi năm qua. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Cao Đình Phương đã bày tỏ lòng tri ân đến các vị linh mục tiền nhiệm, đặc biệt đến cha Du Xe Quang Minh Tuấn, đấng đã đồng hành sát cánh cùng bà con giáo dân Bình Long hơn 20 năm qua, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của giáo xứ. Cộng đoàn cảm nghiệm thật sâu sắc sự quan phòng yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho con người Bình Long. Cha Xe cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả bà con giáo dân Bình Long, đặc biệt đến các ân nhân đã hy sinh công của bằng cách này cách khác vào sự phát triển chung của giáo xứ. Cha Sở đã rất xúc động khi cùng cộng đoàn cảm nghiệm lại một chặng đường mà gia đình giáo xứ Bình Long đã đi qua, từng hình ảnh, từng con người Từng những chi tiết nhỏ nhất thuộc về giáo xứ được tái hiện cắt sống động giữa cộng đoàn. Từng giọt lệ ngọt thơm trong thánh lễ xin dâng tất cả lên Thiên Chúa. Buổi chiều thánh thể kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút, cộng đoàn dân Chúa được trải qua những giờ khắc thiêng liêng, được lắng động tâm hồn bên Chúa, được tâm sự cùng Chúa và mọi người được đón nhận ơn bình an nơi tâm hồn mỗi người.